Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay pin cho iPad Air 2. Cái con iPad này pin nó bị phù ha, nó bị hở cảm ứng luôn. Rồi để mình thử cắm sạc cho nó báo gì. Thông thường khi mà trước khi mình thay cảm ứng mình phải test coi cái màn hình rồi cảm ứng có vô hay không ha, hoạt động có tốt hay không, để tránh phát sinh. Rồi cái này mình cắm sạc cho nó không báo gì luôn nha, nó không lên nguồn. Mà lúc đầu mình thấy nó hiện táo ha. Giờ mình tiến hành mình tháo máy ra. Phía dưới thì nó thấy nó hở bung keo nè, pin phù. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành mình dùng cái máy sấy tóc mình sấy ha. Đối với những trường hợp mà các bạn muốn thay pin iPad Air, cái này iPad Air 2 ha, thì các bạn cũng sấy bình thường ha, sấy cho nó làm mềm cái keo hai mặt, dán cái cảm ứng màn hình nữa. Cái con iPad Air 2 này á, cái màn hình với cảm ứng là dính chung với nhau. Ở đây mình sẽ dùng một cái dũa, dũa móng tay á. Đó. Mình đẩy ngay xung quanh cái quyền của nó. Cái phần mà cáp màn hình nè, cáp cảm ứng và cái socket pin nó nằm phía bên góc tay phải ha. Phía dưới. Đó, mình lại nhẹ nhẹ lên rồi. Mình sấy cho mềm cái keo hai mặt của nó ra là dễ tháo nha. Đây, mình đã lấy cái màn hình ra rồi. Phần keo mà dính á, các bạn có thể cho một ít cồn á. Xịt một ít cồn, cồn 90. Cồn 90 cồn y tế. Rồi các bạn. Lấy cái nhíp á, hay là cái dũa móng tay nào, mình cạo từ từ ha. Làm cho nó bung keo ra. Rồi trước tiên á, các bạn cần cách ly pin ra khỏi cái mainboard ha. Mình sẽ lấy cái bút ba ke, mình tháo ốc ngay pin ra. Thì đây là cái cách mà để tránh bị chạm chập khi mình thao tác trên cái iPhone iPad. Đó, các bạn này hở xíu là nó cách ly rồi ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tháo cái socket màn hình với cảm ứng. Ốc ở cái vị trí nào thì mình sẽ tí nữa mình gắn lại vị trí đó nha. Các bạn đừng gắn lộn ốc. Rồi mình lấy nhíp á, mình lại lấy cái siêu
Ở đây còn một con ốc nữa, ba con ốc lận. Rồi mình tiến hành mình gỡ cái socket màn hình nè, socket cảm ứng ra. Đó, mình đã tách được cái màn hình của nó ra nha. Thì ngay đầu tiên á, mình đã nhóm cái mainboard lên, là cách ly cái phần pin ra khỏi cái mainboard rồi. Nếu các bạn an tâm các bạn làm. Cái quá trình mà thay cái màn hình iPad này á, hay là quá trình mà các bạn sửa chữa thay thế cái linh kiện trên iPhone iPad đó, thì các bạn nên trước tiên đầu tiên á, là các bạn phải cách ly pin ra khỏi mainboard. Để tránh làm chậm chập trong quá trình mà mình thao tác ha. Pin nó đã hở ra rồi. Rồi, mình sẽ tiến hành mình tháo cái pin này ra. Đây, mình lấy cái nhíp á, hoặc là cái dũa, mình đẩy nhẹ. Trong trường hợp mà pin của các bạn á, mà nó khó tháo á, mình có thể sấy sấy nóng hơn. Phía dưới này băng keo hai mặt nó vẫn chặt, khá chặt á. Ở đây nó có hai sợi pin nè, nó ghép song song với nhau ha, làm tăng cái dung lượng của cục pin của mình. Rồi iPad của mình á, là máy tính bảng, nó tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với cái những dòng iPhone ha. Pin của nó to hơn luôn. Đó các bạn, trong trường hợp mà keo nó cứng quá, các bạn có thể dùng một ít cồn. Mình dùng cái dũa móng tay á, mình đẩy cho nó sát vô là bung keo rồi. Rồi ở đây á, các bạn chỉ sau khi các bạn đã tháo được cái cục pin này rồi, cái việc còn lại á, mình lấy cái dũa móng tay nè, các bạn bẫy ngay chỗ cái đầu mainboard ha, rồi mình nhét lên, đẩy lên để nhóm, rồi kéo cái đẩy lên để nhóm, rồi kéo cái cục pin ra. Đó, cục pin của mình á, nó có cái lỗ đây nè, để nó nhét vô cái phần lỗ của sườn á, rồi nó cái bên bò của mình nó tiếp xúc với cái phần lỗ này, rồi khi mình siết ốc á là hai cái chân này tiếp xúc với nhau ha. Đây là cục pin điện phù mình cần thiết thế. Các bạn nhớ cái model của nó, các bạn ra ngoài á, các bạn cần mua là pin iPad Air 2 nha. Đây là cái pin của nó, còn nguyên siêu. Để miếng băng dán hai mặt nè. Mình mở cái này phía này ra trước. Rồi trước tiên á, các bạn đo điện áp trên pin mới cho mình nha. Trong trường hợp mà nó không có điện áp á, hoặc là điện áp yếu á, thì mình có thể biết được. Trong trường hợp nó yếu quá, các bạn nên nhờ shop đổi lại cái mới nha. Ở đây mình kiểm tra điện áp trên pin bằng cái thang đo phun DC. Rồi,
ở đây á, hai chân lớn của nó, cục pin á, cái sóc cách pin nè, hai chân lớn là chân dương chân âm ha. Rồi mình đo cái điện áp pin trước, trước khi mình thay vô. Thì pin khi mình mua trên shop á, thì nó sẽ có bảo hành cho mình nha. Rồi điện áp trên pin đo được là khoảng 4V, hơn 4V. Như vậy ok ha. Rồi mình sẽ vệ sinh cái phần phía đáy để nhét pin vào. Coi các bạn thấy mà nó dơ hoặc nó dính keo gì á, mình có thể mình vệ sinh lại. Đó, như đây nè, cái phần keo cũ của nó, tầm dán keo mới á, nó dính phần keo cũ đội lên ha. Các bạn cạo hết keo cũ đi. Rồi thêm vào đó là phần mà keo viền, cái này mình cũng cạo đi hết luôn nha. Keo cũ của cái phần viền, các bạn vệ sinh sạch sẽ, các bạn cạo sạch luôn. Để tí nữa mình dán keo nó không bị đội, bị hở ha. Rồi trong trường hợp mà nó hơi bị cứng á, mình có thể dùng, mình là dùng ít cồn. Đó, mình cạo sạch càng tốt. Nó tí nữa mình cho keo vào á thì nó không bị cộm. Bốn góc luôn nha. Các bạn có thể tự mua pin ở nhà tự thay thế được. Nói chung là thay pin iPad Air nè rất dễ ha, tất cả các dòng iPad luôn chứ không phải riêng gì iPad Air 2 này. Nói chừng không mà nó khó đi á, các bạn cho một ít cồn, chấm cho mình một ít cồn nha. Mình chà cho nó xong, nó bung ra liền. Không cần phải là dung dịch tẩy ke, làm vệ sinh xịt tùm lum hết, nó dơ. Đó, như vậy là chúng ta đã vệ sinh hoàn toàn cái phần viền nè, là phần dán pin cho con iPad Air 2 này. Khá nhanh chóng. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ gắn cái pin vô. Pin này pin mới, hôm nay mình đo được cái điện áp của nó là 4,2, hơn 4V thôi. Rồi mình tháo cái phần băng dính phía sau ra. Các bạn lấy cái nhíp á, hay là cái phần dụng móng tay á, đó mình nhóm, đẩy nhẹ nè, các bạn nhóm, nhóm cho cái bo của mình nó hở lên xíu đi. Rồi mình nhét vô cái phần cục pin vô cái lỗ à. Đó, các bạn lấy cái nhíp á, hoặc là cái vuông tay á, các bạn nhớ một xíu, rồi mình lấy cái, mình đẩy cái pin cho nó vô cái lỗ rồi được. Đó, như vậy là vô nha. Ok.
Rồi mình tiến hành mình lắp cái pin ha, ấn xuống cho cái băng dính hai mặt á nó dán sát vào cái phần vỏ máy, như vậy đã xong rồi. Rồi tiếp theo đây á, mình gắn cái màn hình vô mình test trước nha. Ở đây mình tiến hành mình gắn socket ngay chỗ màn hình ha. Đây nè, socket đôi á, mình sẽ gắn trước. Đó, các bạn ấn cho sát xuống là ok. Rồi tiếp theo á, mình gắn socket trên màn hình socket lớn. Vậy ok ha. Rồi, cái phần tiếp xúc pin này nè. Các bạn lấy con ốc á, các bạn xiết vô nha. Ốc lúc đầu á mình đã mở ra thì đúng con ốc của pin á, mình gắn vô ha. Đó, các bạn xiết lại cho cái phần mainboard nó tiếp xúc với cái phần socket pin á là nó mới lên nguồn ha. Rồi, mình để đây mình sẽ bấm nút nguồn mình test. Ok á thì mình mới dán keo nha. Như vậy là iPad Air 2 á, nó đã lên nguồn. Rồi mình chờ cho nó boot lên, nó khởi động lên rồi. Đó. Ở đây á, nó yêu cầu là nhập vân tay ha, Touch ID nha. Vân tay ở đây, hoặc là nhập mật khẩu á, khởi động lại. Thì đây mình test sau nha. Ok, như vậy là pin này để mình cắm sạc vô thử. Nói chung test đó là các bạn test sạc, test đồ luôn nha. Đây nè, cắm sạc vào đó, nó báo đã sạc ha, đang sạc nè. Rồi, cái biểu tượng xem xét màu xanh. Đó, như vậy là mình đã thay cái cục pin này thành công ha. Nói chung thay khá dễ. Rồi mình tắt nguồn, mình sẽ dán keo lại. Rồi trước khi đó các bạn quan sát cho mình nè. Mấy cái vòng viền của mình á, nó không bị hở ra nha. Như vậy là ok. Nó khít vô. Rồi, mình tiến hành mình sẽ gắn lại cái siêu ngay chỗ cái socket màn hình. Đó. Các bạn đẩy nhẹ cái màn hình vô xíu nha, đẩy vào phía này nè. Chứ mình đừng để xa quá là cái cáp của mình á nó căng quá ha, để cho nó dãn dãn nó trùng xuống. Rồi mình gắn lại cái siêu ra được rồi. Ok. Mình sẽ bắt ốc vô. Đó. Ốc của vị trí nào thì mình bắt vô đúng vị trí đó ha. Tổng số cái siêu màn hình này có 3 ốc được nha, các bạn gắn hết 3 ốc cho mình nha, đừng có để cho nó bị hở ra. Ok,
Đó, như vậy á, là vị trí ban ốc này nè, siêu màn hình và siêu pin mình nó gắn vô hết rồi. Rồi tiếp ở đây á, mình lấy cái keo dán ron màn hình đó, mình che vô, mình đi một đường keo ở bốn phía luôn. Đó, như đây á, mình sẽ sử dụng cái keo dán ron màn hình ha. Rồi, mình sẽ đi sát đường viền luôn. Các bạn đi keo vừa đủ thôi nha, đừng để cho nó lem quá, lem nhiều quá nó không tốt nha. Nó chảy tùm lum hết đó. Còn cái phần ôm cua, cái phần bo tròn á thì mình dán kỹ kỹ vào. Tại vì nó hay hở phần đó ha. Giữ chặt cái màn hình nha, đừng để cho nó xê xích. Các bạn đi keo kỹ á, thứ nhất là nó hạn chế bị hở màn hình ha, thứ hai nó đỡ vô nước nha. Đó, đi bốn góc luôn, nhất phần ông bo cua chỗ này nè, dán sao mình cảm thấy nó ổn rồi được rồi. Rồi mình qua cái phần mặt bên đây, bạn dán tiếp cho mình luôn, nhất là phần viền á. Ok. Rồi như vậy á, mình chỉ cần thả cho cái màn hình vô đúng vị trí là xong ha. Đó, mình ấn xuống. Ấn nhẹ xuống thôi nha. Các bạn yên tâm, nếu mà ở đây có một ít phần mà keo mà nó chảy ra bên ngoài xíu á, thì mình dán này, dán khá kín ha. Thì tiếp theo á, các bạn chờ cho keo khô nha. Các bạn dùng bông gòn với cồn á, các bạn xịt vô đây nè, xịt vô bông gòn á, rồi các bạn chà ha. Ở đây mình khoan chà đó. Rồi mình lấy thun á, mình cột lại. Các bạn lấy thun các bạn cột lại cho mình càng nhiều càng tốt ha, để cho nó giữ cái màn hình lại lại nè. Nó còn chừng không muốn kỹ nữa, các bạn sợ keo khô thì mình cứ xịt vô đây một ít cồn ha, xịt chuối khăn ướt rồi mình lau ngay cho cái viền nè. Đó, chà cho nó sạch là keo của mình nó không dính ha. Trong trường hợp mà các bạn thấy cái keo mình còn thừa còn dư á, đó, mình làm ngay từ đầu luôn, để khi mà nó khô á, nó không có dơ. Xịt một ít cồn. Nói chung á, mình phải làm kỹ ha. Tại vì một lần sửa cũng hơi mệt, mình không có thời gian sửa nhiều, mình còn sửa nhiều cái thứ khác nữa, nên các bạn ở nhà thì mình làm cẩn thận từ bước nào á, nó sẽ tạo thành cái thói quen của mình. Như vậy ok ha, mình đã dùng cồn và một cái khăn á, mình chà sạch cái phần keo thừa
nó còn dính lại trên cái viền này nè. Rồi sau đó mình lấy cái thun á, mình cột lại thôi. Đó, các bạn lấy thun các bạn cột cho mình nha, cột cho nó cố định được cái phần mà keo ở đây nè, cho nó khô lại ha. Chờ mấy tiếng sau á là mình có thể mình lấy ra mình sử dụng được rồi nha. Cột ngay những cái viền á cho nó giữ lại ha. Các bạn cột ngang cột dọc luôn ha, mình canh sao cho nó cân đối là được. Nó đẩy sát viền à. Như vậy mấy tiếng sau là keo của mình nó khô, mình tháo dây thun ra được nha. Nói chung á làm cũng dễ, không có vấn đề gì hết. Mình khéo tay một tí là mình có thể không cần phải ra tiệm mà mình nhờ người ta xây thay thế thôi. Đó, như vậy là ok. Mình chờ cho keo á nó khô lại là khoảng mấy tiếng sau á là mình tháo ra mình xài nha. Cái này phần tất ID ha, vân tay, cảm biến vân tay nè. Và video này mình đã hướng dẫn các bạn cách thay pin cho con iPad Air 2 này khá dễ dàng. Các bạn tự mua pin về thay nha, không cần phải ra tiệm. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn đã comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.